Xin chào, mình là Ngọc Vi và các bạn đang theo dõi S Channel. Như đã hẹn thì ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cái bài test về hiệu năng giữa Samsung Galaxy Z7 2016 và Galaxy Z5 2016 để cho các bạn có thể thấy được sự chênh lệch về hiệu năng giữa hai chiếc máy này và chúng ta có thể dễ lựa chọn hơn. Đồng thời thì qua bài test này chúng ta cũng sẽ kiểm chứng sức mạnh con chip mới của Samsung là Exynos 7870 được sử dụng trên Z7 2016. Tuy nhiên thì mình có một lưu ý dành cho các bạn, đó là cả hai chiếc máy của chúng ta thì đều không phải thuộc hàng siêu phẩm, cho nên là cái tốc độ load game và ứng dụng của nó sẽ hơi chậm một xí. Vì vậy thì tiết kiệm thời gian, mình sẽ sử dụng một số cái tựa game ứng dụng thôi. Trước khi bắt đầu bài test ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tham khảo điểm đánh giá từ hai cái ứng dụng là AnTuTu và GitPen. Các bạn xem nhé. Wow, phải nói là sự chênh lệch này cực kỳ lớn luôn. Z7 lên đến hơn 50.000 điểm, trong khi đó thì Z5 chỉ có hơn 20.000 điểm mà thôi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ xem điểm đánh giá từ GitPen. Như vậy thì điểm đánh giá từ GitPen cả đơn lõi lẫn đa lõi thì Z5 vẫn thua kém rất là nhiều so với lại Z7. Bây giờ thì chúng ta sẽ kiểm chứng thực tế với những cái tựa game ứng dụng nhé. Bắt đầu với Chamber Run 2. Và rồi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Trời ơi, cái thằng bên đây lâu quá. 14, 15. Nãy giờ chắc cũng tầm khoảng 20 giây. Chưa vào luôn. Như vậy thì kết quả quá là rõ ràng rồi, 1-0 cho Z7. Sắp quay. Đây vào rồi nè. Lâu ghê. Cuối cùng thì Z5 cũng đã vào. Và tương tự như là Temple Run 2 thì cái khoảng thời gian chênh lệch cũng rất là lớn, 2-0. Fruit Ninja. Lần này thì có vẻ là do là một cái tựa game nhẹ cho nên là nó cũng không đến nỗi nào. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn có thể thấy được cái sự chênh lệch 3-0 dành cho Z7. Map hit. Hay là quá nhẹ luôn. Cuối cùng chúng ta sẽ đến với một tựa game nặng, Alpha 8. Vừa rồi thì các bạn có thể thấy ở những cái tựa game nhẹ như là Smart Hit hay là Fruit Ninja và không phải là những cái tựa game hành xét như là Temple Run 2 thì hai chiếc máy của chúng ta nó không chênh lệch quá nhiều. Bây giờ thì Alpha 8 như thế nào nhé. Con này vào rồi này. Ôi bé bên đây vẫn đang lốt. Ủa? Như vậy thì Z7 lại lock game xong trước rồi. Bây giờ thì lock map như thế nào xem nhá. Đấy, hai con này lock game muốn mọc râu luôn. Đấy, con này vào rồi nè. Để bên này vẫn đang lock. Vừa rồi là test về cái tốc độ load game giữa hai chiếc máy này. Bây giờ chúng ta sẽ xem luôn đa nhiệm như thế nào nhé. Xin lỗi anh ha. Không phải load lại. Stop play. Ok. Rút ra ra. Ok, không vấn đề gì hết. Mắt hết. Không sao. Không phải tán. Không sao. Như vậy thì với quả RAM 2GB cùng với Android 6.0.1 được trang bị trên cả hai chiếc máy này thì cái việc đa nhiệm không hề gặp vấn đề gì. Hơn nữa là Samsung cũng đã loại bỏ cái tính năng lót lại rồi. Tổng kết lại thì trong cuộc đua hiệu năng ngày hôm nay, rõ ràng thì sự chênh lệch về hiệu năng giữa Z5 và Z7 là rất lớn. Những cái bạn nào mà chúng ta quan tâm nhiều về vấn đề cấu hình thì một lời khuyên chân thành là các bạn nên chọn Z7. Tuy nhiên thì đối với những bạn mà chúng ta đã lường trước được rằng những chiếc máy trong phân khúc này thì cái hiệu năng của nó là không quá cao và các bạn không đặt nặng về cấu hình mà chúng ta quan tâm đến những cái khác thì trong
trong những cái tựa game nhẹ và những cái tác vụ thông thường của chúng ta thì cả hai chiếc máy này nó sẽ không có sự khác biệt quá nhiều. Và trong video sắp tới thì mình sẽ gửi đến cho các bạn một cái bài test giữa Z7 với một cái chiếc máy cùng tầm giá để chúng ta xem cái sức mạnh thật sự của con chip này. Bởi vì Z7 với Z5 thì chắc chắn là Z7 phải hơn rồi đấy. Chẳng qua là hôm nay chúng ta xem nó hơn như thế nào thôi. Còn bây giờ thì xin được cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu cảm thấy video hữu ích thì đừng quên like và subscribe nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau. Bye bye.